Chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay bên Tuyền lại tiếp tục về thêm Fortuner để phục vụ cho các anh chị ha. Nếu mà các anh chị và các bạn nào bữa giờ có theo dõi bên kênh của Tuyền thường xuyên á thì sẽ biết ha. Hôm trước Tuyền có một chiếc Fortuner máy dầu số sàn đời 2020 nè, rồi về thêm hai chiếc Fortuner máy dầu số tự động đời 2020 với lại là một chiếc là 2022 đó các anh chị. Thì hai chiếc số tự động kia thì Tuyền đã nhận cọc rồi. Nếu mà các anh chị nào mà mình mua hụt hai chiếc số tự động kia thì có thể là tham khảo thêm hai chiếc này ha. Rồi thì bây giờ Tiền đi vào chi tiết chiếc này trước các anh chị. Nếu mà các anh chị nào có quan tâm tới chiếc màu bạc bên kia thì liên hệ Tiền đi. Tiền có quay một cái video chi tiết xe riêng rồi ha. Có gì Tiền sẽ gửi cho các anh chị nhà mình cùng xem ha. Rồi thì bên cạnh Tiền đây là Toyota Fortuner nè, máy dầu số sàn đời 2019 nha. Tiền đang bán xe này với giá là 836 triệu các anh chị ha. Thì bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đen các anh chị. Mang biển số 61 là Bình Dương nha. Bên Tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc ha. Nước sơn màu đen thì phải nói rất là sang các anh chị. Xung quanh thì không có bị trầy xước gì hết nè, rất là đẹp ha. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn còn nguyên zin, còn mới 100% ha, trầy xước hay là dặm tuýt nhẹ nhẹ một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết các anh chị ha. Rồi, xe của mình thì biển số 61 là 87322 ha. Nếu mà các anh chị nào mình ở Bình Dương thì mình giữ nguyên biển này mình đi. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh khác á thì bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nha. Rồi đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền là các anh chị. Nắp capo là không trầy xước ha. Màu đen thì sẽ thấy nó hơi dễ bám bụi một tí xíu ha. Cản trước cũng không có bị trầy xước gì hết, đèn là bi led hết các anh chị nè. Lốp nha, mình kiểm tra lốp. Độ gai gió thì thấy rất là sâu nha. Đây, rất là sâu các anh chị, vỏ này chắc anh chủ nhà mình mới thay quá. Mâm thì ở đây Tiền thấy không có bị trầy xước gì hết ha. Chỉ có bụi thôi. Mâm này là mâm R17 các anh chị. Ở đây đách vỏ thì Tiền không thấy, lật vào trong rồi tí xíu nữa mình sẽ kiểm tra đách vỏ của cái vỏ bên dưới nha. Rồi, đăng kiểm và đường bộ. Đăng kiểm ở đây Tiền thấy cũng có tháng 9 năm 2023 các anh chị ha. Có dán phim cho mình nè, có viền che mưa, tay nắm cửa thì ốp cho mình chén cửa ha. Đây, mạ rơm luôn rồi các anh chị, có bể bước luôn rồi ha, đầy đủ cho mình sử dụng nha. Phần bên hông xe thì Tiền thấy không có bị trầy xước gì nhiều hết ha. Ở phía sau mica đèn còn rất là đẹp nè, nẹp cho mình những cái nẹp inox như thế này ha, rất là kỹ nha. Chứng tỏ là anh chủ cũng khá là chăm chút cho cái xe này đó các anh chị. Rồi phía sau thì có một cái cam lùi và có cảm biến lùi đầy đủ cho mình sử dụng ha. Nhìn sơ phần gầm giúp Tiền nha. Đây gầm nè các anh chị, gầm bệ sáng đẹp không vấn đề gì hết ha. Lớp dự phòng thì độ gai gió còn rất là sâu ha. Những chiếc xe mà gầm cao như thế này thì gầm không vấn đề gì đâu các anh chị, đời cao nữa. Rồi ở đây thì Tiền thấy anh chủ nhà mình rất là kỹ nha. Để Tiền xem dưới này là anh chủ có trải cho mình một cái tấm 5D ở lót phía sau cốp như thế này ha, rất là kỹ để như khi mình để đồ này kia, đổ nước này kia thì dễ vệ sinh hơn, thì nó không có bị dính vô phần nỉ các anh chị ha. Hàng ghế thứ ba thì gập lên như thế này rồi. Nếu mà nhà mình không đi full người thì có thể là gập ghế lên như thế này, mình để được một khoảng để đồ rất là lớn ha. Đây anh chủ nẹp cho mình ngay chỗ cái phần mà lấy đồ ra vô nè, để bảo vệ cái phần nhựa bên dưới ha. Rồi con đội tay quay đồ nghề thì còn đầy đủ các anh chị nha. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Và ngoài ra khi mà bán xe ra thì bên Tuyền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa ha. Còn những trường hợp những chiếc xe mà đời cao còn bảo hành chính hãng thì mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường các anh chị nè. Rồi mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất nha. Ghế nè các anh chị, ghế da tông màu nâu chất da còn rất là căng ha. Rất là căng, rất là đẹp luôn. Sàn thì sàn 5D các anh chị, trần thì trần 5D nha. Anh chủ này rất là chăm chút cho cái xe luôn. Có nẹp bước chân ra vào cho mình nữa nè, để nhiều khi mình đi lên đi xuống các anh chị gót dài mình làm trầy xe ha. Rồi Tiền sẽ tiến về khoang lái nha. Đây chìa khóa của Fortuner các anh chị ha. Chìa khóa cơ nhưng có nút lốc mở cửa nè. Rồi, Tiền sẽ nổ máy nha. Rồi. Rồi, trước tiên thì nhìn giùm Tiền phần vô lăng các anh chị. Vô lăng ở đây Tiền thấy
Anh chủ có bọc cho mình thêm một cái bao da tay lái nữa ha. Cũng có hơi phần hao mòn ở những điểm như thế này nha. Logo thì còn rất là đẹp, những nút bấm đã không có mờ chữ hay mất số gì hết các anh chị. Nhìn đồng hồ giúp tiền luôn, xe mình đi 55.583 km các anh chị ha. Táp lô, anh chủ có trải thảm cho mình nè. Bên dưới thì không có bị trầy xước gì hết ha. Đấy, ở đây thì có một tượng Phật của anh chủ trước nhà mình thỉnh nè các anh chị. Dưới này ha, một cái màn hình zin theo xe, vàng lạnh, cần số nè. Cũng còn rất là mới các anh chị ha. Dưới này thì có eco, tiết kiệm nhiên liệu nè, rồi cân bằng điện tử nữa các anh chị ha. Ok nha. Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nè. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ ha. Tiên sẽ kiểm tra thật là chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chất xe thật sự của chiếc xe này là như thế nào. Nếu được thì mình lên mình xem xe trực tiếp, hoặc là chuyển khoản đặt cọc bên Tiên sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị nha. Rồi, ốc của nắp cabo, keo chỉ cabo nguyên zin các anh chị ha. Tem mát từ nhà máy vẫn còn này các anh chị. Đấy. Rồi, xe mà có đâm đụng có làm lại thì những cái tem mát nó sẽ không còn nữa các anh chị ha. Phần khung xương, phần ốc chân đèn là nguyên zin nè các anh chị ạ. Hãy nhìn sơ phần ốc máy giúp tiền ha, cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy luôn nha. Đây, rất là mạnh mẽ các anh chị ha. Máy dầu thì phải có cái tiếng nó hơi rầm một tí xíu ha. Đấy, Fortuner thì thường bên Tuyền về xe nào thì bán cực kỳ nhanh xe đó luôn. Nên nếu mà các anh chị nào mà đã thích cái dòng này rồi thì phải nhanh tay liên hệ tiền để chốt sớm nha. Rồi, thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Toyota Fortuner máy dầu số sàn đời 2019 nha. Xe đi 55.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 836 triệu các anh chị ha. Giá đã tuyên báo thì sẽ bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nè. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ tiền qua số điện thoại bên dưới nè, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh xa quá thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì liên hệ tiền đi, thì sẽ tư vấn cho các anh chị cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tuyền ha, hoặc có thể là chuyển khoản đặt cọc trước để mình giữ xe các anh chị, rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe ha. Tránh những trường hợp mà anh chị mở khu vực xa quá như là Kiên Giang, Phú Quốc nè, rồi Đắk Lắk, Đắk Nông nè, hoặc là những anh chị ở miền Trung, miền Bắc, khi mà vào tới nơi thì xe bên Tuyền đã bán mất rồi thì lại mất thời gian của các anh chị nè, mất chi phí đi lại của các anh chị ha. Liên hệ Tuyền thì sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn. Và hiện tại thì xe này bên Tuyền vẫn còn hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng được nha. Mình vay được tầm khoảng 70% dựa vào định giá của ngân hàng nè. Nếu mà các anh chị cần tư vấn thêm về cái thủ tục ngân hàng là trả trước bao nhiêu nè, lãi suất như thế nào nè, hàng tháng đóng bao nhiêu thì liên hệ Tiền thì sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Rồi đừng quên cho Tiền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tiền đi, để khi có xe mới nhất bên Tiền về Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.